Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh Andy đây và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm tựa game mới Mega Đại Chiến ở phiên bản tiếng Trung các bạn nhé. Và như các bạn có thể thấy là chúng ta đã có thể đăng nhập được với điều kiện là các bạn chơi hệ điều hành iOS. Android thì hình như là vẫn chưa thể nào mà tải được game về. Tuy nhiên đối với hệ điều hành iOS thì chúng ta có thể chuyển vùng App Store sang Trung Quốc đại lục, sau đó tải game về. Nếu như bạn nào mà gặp khó khăn về việc đăng nhập ấy thì có thể liên hệ với bạn là Tú Lê. Hiện nay đang có một cái group gọi là Mega Đại Chiến trao đổi mua bán ấy. Thì ở trong group đấy thì bạn Tú Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng nhập nhá. Cũng rất là may mắn cho mình là bởi vì mình đã liên hệ được với bạn ý và bạn đã giúp đỡ rất là nhiệt tình, đăng ký luôn cho mình một chiếc tài khoản để có thể trải nghiệm game, thì cảm ơn bạn Tú Lê rất là nhiều nha. Ok. Còn trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm để xem là những cái tính năng ở đây nó như thế nào. Nhìn một phát thôi các bạn có thể thấy là gì? Đồ họa khá giống với lại bảo bối huyền thoại luôn. Gần như là 99% nhá. Khi mà mình test skill hiệu ứng kỹ năng ấy thì cũng thấy nó giống y hịt luôn, kể cả tạo hình của Pokemon. Có một điểm hay các bạn có thể nhìn thấy là bản năng siêu dũng cảm ấy lại là bản năng flash luôn nhá. Hay thực sự luôn ạ. Ảo ghê, không cần phải mega luôn à. Ảo thế nhỉ. Rồi, nhưng mà các bạn lưu ý này, khi mà các bạn đặt tên nhá thì hình như là nó chỉ cho được đôi 4 này 6 7 ký tự thôi. Linh N mà Linh ND mà nó hiện thị đúng Linh N là kết thúc mẹ còn đâu nữa. Gọi Linh đen đấy, đen đến cuối cùng game luôn. Cay thực sự luôn ạ. Nên các bạn đặt tên lưu ý nhá. Rồi, còn đây là tính năng gì? À, nhận thể lực chăng? Có phải không? Nhận cái gì đây? Úi, nhận thể lực luôn này. 3 mốc giờ để nhận luôn ạ. Bảo bối huyền thoại chỉ có 2 mốc thôi, nhưng mà Mega Đại Chiến nó có tận 3 mốc luôn. Quên mất đây là mấy giờ ta. Xem thử nào. Ui giời, tiếng Trung tiếng Tây tiếng Tàu méo nhỏ cái gì luôn. Hảo sư cù, lăng lùng chảo, củ du hào, treo lùng lẳng các bạn ạ. Ok, đây là điểm danh này, nhận ốp. Điểm danh này còn có nhận cả mảnh DNC. Hệ thống điểm danh ở đây cũng khác so với bảo bối huyền thoại nhá. Rồi, đây là gì? Nhận bù thể lực chăng? Có lẽ nào? Chính là nó các bạn ơi. Nhận bù thể lực rồi. Ngon. Uầy, gắt thế. Còn đây là cái gì đây? Đây là một số những cái sự kiện nạp này các bạn này. Đây là cái gì đây? Ủa, con Pokemon này mới này. Ở trong bảo bối huyền thoại không có luôn. Còn cái điểm này là điểm gì nhỉ? Điểm này là điểm mẹ gì? Điểm này là một cái điểm gì đó, viên đá gì đó. Khả năng là một loại tiền tệ chăng? Đây, kim cương thì biết rồi. Cái này là cái gì không biết luôn ạ. Ảo thực sự luôn. Nếu như bạn nào mà muốn biết thêm, chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm thì có thể vào group Mega Đại Chiến ấy. Thì ở trong đấy các bạn sẽ chia sẻ nhé. Ok, 98 nhân dân tệ đúng không? Không biết là có cái vẹo gì luôn ạ. 1960 kim cương. Thôi được rồi, bỏ qua tạm thời đã. Tiếp tục, đây là nạp. Tiếp tục là những cái sự kiện nạp thôi. Còn 128 thì là cái gì đây? À, cái này này, mình để ý nhá. Cái này lại chính là ở trong phần quay trứng siêu cấp này các bạn này. Đây, các bạn thấy chưa? Ở đây quay thường ấy, là su bạc. Thế nhưng mà quay bằng cái kia thì lại là bằng cái đơn vị này này. X10 cái giống như kiểu là cái đĩa này này. Cái máy móc thì giống như kiểu là cái gì ta? TM hay là cái gì nhỉ? Ở bên bảo bối huyền thoại nó có cái tính năng gì? Quên sừ mất rồi, nó có một cái hình y hịt như thế này luôn ấy. Đấy, thì các bạn có thể thấy là hơi khác lạ một tí nhá. Bây giờ thì mình cũng sẽ triệu hồi thử X10, 90 xu bạc xem ra được cái gì không nhá. Rồi, ra cái gì nào? Uầy, giao diện triệu hồi X10 ở đây cũng hơi khác này. Rồi, ra gì đây? Có em SSR nào không? Xu bạc có ra SSR nào không nhỉ? Kéo xuống. Rồi, ra gì? Được 10 em. Ui ui ui, thấy vàng chẹt chẹt chẹt. Có gì không? Có gì? Úi, mê tang phẩm ra. Úi, Volcanion. Ôi dồi, toàn R đấy, được một MSR các bạn. Ơ, Pokemon này mới này. Nhiều Pokemon hơn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy em Zapdos không? Được cái ở đầu game này ấy, nó cho gọi là toàn Pokemon hệ điện đây. Như vậy là được chục em thì có 2 MSR. Còn lại thì rất là nhiều em Pokemon phẩm R. Còn lại thì được 2 MN nữa. Đấy, hết rồi. Ok, rồi, để xem thế nào. Ở trong này là có mở sổ chăng? Mở sổ thì được cái gì nào? Ủa, mạng lag thế.
Ui, được Pokeball này. Pokeball này đi bắt Pokemon được phết đấy. Bắt mà các bạn, bắt phải gọi là bắt mệt nghỉ luôn đấy. Bắt bao giờ hết bóng thì thôi. Không giới hạn số lượt để bắt thì phải. Đấy, được cái hay thế chứ còn ở trong bảo bối huyền thoại ấy. Nhiều khi các bạn có cả tỷ quả bóng ấy nhưng mà nó hết lượt bắt thì cũng méo bắt được. Cay thực sự luôn ạ. Rồi. Ngon. Ô, Pokemon này là gọi là Pokemon gì mà nó lại xếp loại ở bên dưới nhỉ? Trong khi đó nó là phẩm N. Con này nhìn lạ đấy, cute đấy. Rồi ok xem nào. Đây là đã sở hữu nhá. SP là gì nhỉ? SP có lẽ nào là Supreme, tức là tối cao ấy. Viết tắt của từ tiếng Anh Supreme ấy. SSR thì là Super Super Rare mà. Tức là siêu siêu hiếm ấy. Còn SP hình như là Supreme, tức là tối cao, tối thượng luôn. Thì em Mewtwo là SP. Đấy, gọi là tối cao tối thượng luôn này. Mấy em này đều là tối cao tối thượng luôn nhá. Chứ không phải là SSR đâu các bạn nhá. Ghê nhở. Zekrom cũng thuộc vào dạng gọi là khủng khiếp ấy. Ủa, Deadpool, Pikachu, thậm chí là Victini ở bên bảo bối huyền thoại. Cực kỳ cúi bắp, bị ghẻ lạnh rất nhiều. Nhưng mà sao? Đùa. Con này cũng là SP á. Ảo ấy. Kinh nhở. Ca chép này bằng phẩm với lại Mewtwo. Ủa, thì có Mega lên không ta? Có Mega lên cao nữa không ta? Này cần phải tìm hiểu thêm các bạn nhé. Chưa biết, chưa biết. Cái này thì vẫn còn là nhiều bí ẩn đấy. Hy vọng rằng là sang bản Việt thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn. Rồi, tiếp theo xem nào. Ở đây là có cái event gì đây? Ở đây là cứ cái màu vàng này chắc là nhận được này. Chắc là sự kiện 7 ngày đầu ấy. Khi mới mở server được nhiều Pokeball thế. Ô kìa, hay vậy. Ở đây là thành tựu này các bạn này. Thành tựu thì chúng ta cũng giống như kiểu là sổ sứ mệnh như này. Ủa, có em gọi là Mega Skizo phẩm SSR này. Ấy à, ghê. Được ấy nhở. Nhận luôn cả Pokemon ạ. Giống như trong Liên Quân đấy. Hợp lý. Hơn ở bên bảo bối huyền thoại là cái sổ này không có này. Chỉ có mấy cái đồ gọi là nguyên liệu quý bắp thôi. Nhưng mà ở đây thì nâng cấp lên khá là hay đấy. Còn đây là thành tựu để cho chúng ta có thể nhận điểm mà gì ta? Đây giống như kiểu điểm năng động. Còn đây là XP. Lên cấp không? Ồ, lên level 16 luôn này. Ngon này. Tiếp tục vặn nữa xem nào. Có cái gì nữa ở đây ta? Ôi, nhiều bóng vậy. Lên, lên. Ui, nhiều bóng này bắt mệt nghỉ luôn các bạn. Rồi, bỏ qua các bạn nhé. Ui, đây là như là ấn nạp ấy các bạn. Đừng nhá. Ui, chết rồi. Mà có tiền đấy đồng lò. Đúng không? Tiền đâu? Rồi, xong. Đấy là cái về cái phần giống như là sổ sứ mệnh này. Đặc quyền VIP thì có cái gì? Đặc quyền VIP xem nào. VIP 1 thì là đã nhận được em Skizo X2 luôn này. Ảo vậy. 4 Pokeball và 20 thuốc tăng XP. Ok, 5 Pokeball nhận luôn. À đây này, mình bắt được cả một đống Hitmonchan này này. Mấy em phẩm R này dễ bắt khống nhỉ. Cứ ném bóng phát là bắt cả một mớ luôn các bạn nhé. Rồi tiếp tục ở trong này là Pokemon nâng cấp rồi này. Nâng cấp thì ôi dồi, ra được em SR Flash luôn này. Hợp lý, bản năng siêu dũng cảm đấy. Tức là Flash đây này, vàng khẹt đấy. Ngon. Và khi mà nâng cấp Pokemon đây có một cái hay là, đây cho các bạn xem này. Ví dụ ở cái mục thứ 3 này, các bạn có thể thấy nhá. Ví dụ như các bạn muốn đổi bản năng đúng không? Chỉ cần ấn vào bản năng đấy, sau đó nhấp vào cái phần này, nếu như nó có Pokemon hiện ra thì nó sẽ ấn đổi cho các bạn luôn. Để mình làm mẫu thử một em nào đó đi. À đây, ví dụ như em Pika này đi. Pika này nhá, các bạn muốn đổi bản năng. Ở đây bản năng yên tĩnh đúng không? Mà ở đây có bản năng sớm muộn. Các bạn chỉ cần ấn đổi phát, đổi luôn. Ảo thật sự luôn, dễ dàng vãi nổi, sướng vãi. Thậm chí là đây nhá, các bạn để ý thấy cái phần điểm cá thể của nó rất là thấp không? 20 điểm. Các bạn muốn đổi đúng không? Ấn vào đấy. Tiếp tục chọn, em này có điểm cá thể là 40. Đổi phát. Ủa, xong luôn ạ. Như vậy đỡ phải nâng cấp đi nâng cấp lại, mệt mỏi đúng không? Sướng vãi. Hợp lý ạ. Để thử nâng em này lên xem là, nhưng mà em này là đánh đơn hay là đánh cái gì ta? Đây này, skill kỹ năng đây các bạn, trừ 2 điểm năng lượng. Cái này là cái gì ta? Cái này là đánh đa mục tiêu hay đơn mục tiêu nhỉ? Chịu. Thôi, kỹ năng là phải ấy rồi. Kỹ năng là phải ra tiếng Việt thì mới chơi được, chứ còn tiếng Trung này thì bó tay. Rồi, ok. Được cái là em Raichu ấy ở cái game này được
cho từ đầu game và khá là hữu dụng theo như mình thấy. Ok, mặc dù là em Hitmonchan của mình thì nâng được nhiều sao hơn. Trong này thì các bạn cứ nâng sao lên là nhanh lên được chiếm nhất các bạn. Rồi, tiếp tục nào. Nâng cho em gọi là Volcanion 10 đi để cho các bạn xem luôn. Ở đây là nâng cấp thân mật nhá, giống như là nâng cấp thân mật của mình ấy. Nhưng mà các bạn thấy này, tăng chỉ số rõ ràng cụ thể luôn. Tấn công bây giờ là phòng ngự. Đấy, bây giờ là tốc độ này. Ngon chưa? Tiếp tục đây là cái gì ta? Không rõ lắm. Đây lại tiếp tục này. Lên, mở khóa phần này là được thêm nhiều lực chiến hơn. Đấy. Cứ thế thôi. Còn cái phần ở góc bên này là nâng skill. Đấy, nâng này là nâng max luôn. Ok, vẫn tốn vàng như bình thường. Không có gì khác cả. Ok. Hơi lag tí các bạn thông cảm nhá. Rồi. Như vậy là các bạn thấy là nó cũng gần gần giống bảo bối huyền thoại đúng không? Nó không khác là mấy đâu. Đấy là một số những cái tính năng cơ bản nhất. Thì sau này ra bản tiếng Việt ấy, mình sẽ chơi con game này và đồng thời chơi cả bảo bối huyền thoại nữa, để chúng ta có thể có một cái nhìn tổng quan so sánh hai con game này nhá. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có những video để chia sẻ kinh nghiệm chơi, là review tất cả những vị tướng, cũng như là có thể review arc các thứ các kiểu con là điểu cho các bạn hoàn toàn miễn phí, chỉ cần có bạn nhu cầu và liên hệ với mình đó. Ok, còn khi mà chúng ta đi vượt ải thì chúng ta sẽ thấy là cái game này nó hiệu ứng kỹ năng phải gọi là gần như là y hịt luôn. Nhưng có một điểm khác biệt ấy là cái game này không cần phải đi đâu xa, không phải vút vút để tìm ải nữa, mà nó nằm luôn ở trong một cái nhà đây rồi. Đấy, ấn vào là vượt luôn đó. Bây giờ thử đánh đấm cho các bạn xem nhá. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn ở trên ở trong gọi là trận đấu luôn, trước khi diễn ra trận đấu này. Rồi, ok, đánh thử trận đi. Rồi, team bạn thì là có hai em nằm trong team lửa, đó chính là Blaziken cũng như là em team lửa Monchet. Nhưng mà dính một đấm đến từ em Hitmonchan này thì mình thì team bạn đã Summoner luôn rồi. Và cái em Zigglebuff ấy, cái em mà có Hatsu ấy, là đã ngỏm củ tỏi luôn. Và bây giờ sẽ là pha sử dụng ulti. Đấy, ulti thì vẫn giống y hệt như bên bảo bối huyền thoại thôi, không có gì khó khăn cả. Đấy, anh đấm sướng các bạn, phê thực sự luôn ạ. Hiệu ứng skill thì vẫn vậy, tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy sự khác biệt về một cái nữa, đó chính là hiệu ứng thời tiết. Nhưng ở đây thì nó chưa xuất hiện các bạn nhé. Lúc ở đầu game thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được một cái hướng dẫn gọi là về cái hiệu ứng thời tiết. Trời mưa, gió, nắng nôi, sấm chớp ấy, thì có thể là sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của Pokemon của các bạn đấy. Rồi, ngon. Nhưng các bạn nên thấy là nâng cấp em Hitmonchan lên đấm ghê phết nhỉ. Ủa, xịn không? Cái game này, một hit một mạng ấy, mặc dù là phẩm R thôi nhưng mà đánh khá gắt. Nghe nói đâu là cái tựa game này ấy, một trong những em Pokemon phẩm R mạnh, đó chính là em Skizo. Còn khi lên Mega thì không biết như thế nào các bạn nha. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục đón chờ thêm những tập tiếp theo về tựa game Mega Đại Chiến này, để xem nó như thế nào các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.